vợ 33 năm trước tưởng đã được thoát, kẻ đào tẩu đã bị đưa về lại Mỹ để phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Cuộc sống của một người đàn ông ở Texas đã bị đảo lộn, không những bị bắt giam mà còn bị hiếp dâm trong tù, sau khi ông đã bị công nghệ AI nhận dạng khuôn mặt xác định nhầm là tên cướp. Cảnh sát đã tìm được xấu thi thể tại khu vực sa mạc thuộc quận San Bernardino, California, đã khiến nhà chức trách lập tức tiến hành một cuộc điều tra án mạng quy mô. Hơn 64.000 phụ nữ và trẻ em gái ở Mỹ mang thai và bị cưỡng hiếp ở 14 tiểu bang cấm phá thai. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2024. Một người đàn ông đã bỏ trốn khỏi nước Mỹ sau khi bị cáo buộc giết vợ của mình hơn 30 năm trước ở miền Bắc tiểu bang Virginia, đã bị bắt trở lại Mỹ để đối mặt với pháp luật theo CBS News đưa tin vào hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 1, Sở Cảnh sát quận Fairfax cho biết kẻ đào tẩu là Jose Lazaro Cruz bị buộc tội đâm chết vợ của mình là Ena Churado vào năm 1991 tại West Church. Nạn nhân đã được phát hiện bị đâm ở phần trên cơ thể và nhân viên Sở Cứu hỏa quận Fairfax tuyên bố đã chết tại hiện trường. Cảnh sát cho biết vào thời điểm qua đời, nạn nhân Jurado có ba đứa con nhỏ. Nghi càng Lazaro Cruz khi đó 24 tuổi đã chạy trốn khỏi nước Mỹ qua biên giới phía Nam và sống ở El Salvador. Vào thời điểm đó, El Salvador không có điều khoản dẫn độ nghi phạm bị Mỹ truy lùng. Tuy nhiên, giới chức Virginia đã đến El Salvador vào năm 1999 và thu thập thông tin quan trọng liên quan đến nơi ở của Lazaro Cruz và những nỗ lực tỉ mỉ của họ tiếp tục đặt nền móng cho một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Cảnh sát phe Fax cho biết, nghi can Lazaro Cruz bị bắt vào năm 2022 khi đang nhập cảnh vào Costa Rica. Sau một quá trình pháp lý và dẫn độ kéo dài, nghi can Lazaro Cruz đã được đưa trở lại Mỹ và đang bị giam tại nhà tù quận Fairfax trong khi chờ xét xử. Cảnh sát vào hôm thứ hai đã công bố hai bức ảnh của Lazaro Cruz, một bức từ những năm 1990 và một bức sau khi bị bắt. Nghi can cũng đã có vợ và nhiều đứa con ở El Salvador và làm nghề tài xế xe tải. Ông Kevin Davis, cảnh sát trưởng quận Fairfax cho biết, nghi can trốn tránh trách nhiệm về việc mình đã làm gần 33 năm trước. "Chúng tôi không bao giờ quên gia đình nạn nhân, chúng tôi không bao giờ quên mức độ nghiêm trọng của tội ác này và chúng tôi chưa bao giờ dừng lại." Thông tin tiếp theo, cuộc sống của một người đàn ông 61 tuổi ở Texas đã bị đảo lộn sau khi ông đã bị công nghệ AI nhận dạng khuôn mặt, xác định nhầm là tên cướp của một tiệm sunglass hết ở Houston. Ông không những bị bắt giam mà còn bị ba người đàn ông hiếp dâm trong tù. Theo CBS đưa tin vào hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024, ông Harvey Murphy đang kiện công ty mẹ của cửa hàng Exelor Luxor và nhà bán lẻ Macy's đòi bồi thường hàng triệu đô la sau khi phải chịu cảnh hành hạ xác thịt khủng khiếp trong tù. Khi vụ cướp có súng xảy ra vào tháng 1 năm 2022 tại một tiệm kiến Sunglass Hut, ông Murphy cư ngụ ở California, không có mặt tại Houston, Texas. Tuy nhiên, công nghệ AI đã nhận dạng khuôn mặt đã báo động ông Murphy là nghi can, khiến dẫn đến việc ông đã bị bắt khi quay trở lại Texas để gia hạn bằng lái xe. Trong khi ở tù chờ xét xử, ông Murphy phải chịu đựng một vụ tấn công tình dục tàn bạo từ ba người đàn ông trong tù, đã khiến ông bị tổn thương lâu dài về thể chất và tinh thần. Biện lý cuộc quận Harris xác nhận ông Murphy không liên quan đến vụ cướp, nhưng thiệt hại thể chất và tinh thần đã xảy ra khi ông đang ở trong tù. Luật sư đương sự cho biết trong một thông cáo báo chí, các luật sư của ông Murphy lập luận rằng công nghệ AI đã nhận dạng khuôn mặt bị lỗi cùng với cảnh quay camera chất lượng thấp khiến dẫn đến việc xác định nhận dạng sai nghiêm trọng. Trường hợp này nêu bật mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh tính chính xác và những sai lệch tiềm ẩn của các hệ thống AI nhận dạng khuôn mặt, đặc biệt là trong các cơ quan công lực. Ông Murphy đã đòi bồi thường thiệt hại 10 triệu đô la. Các luật sư Daniel khô và Jared Beck, đại diện ông Murphy đã đâm đơn kiện buộc công ty Exelor, Luxordica và Macy's phải chịu trách nhiệm về việc họ phụ thuộc vào công nghệ AI nhận diện không đáng tin cậy và các biện pháp bảo mật không đầy đủ. Luật sư Đất Khô nói rằng câu chuyện của ông Murphy đang gây rắc rối cho mọi người dân ở đất nước này. Bất kỳ người nào cũng có thể bị buộc tội sai trái dựa trên phần mềm nhận dạng khuôn mặt của AI dễ dàng mắc lỗi giống như trường hợp này. Trường hợp của ông Murphy không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều trường hợp xác định sai do công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã được báo cáo, làm dấy lên mối lo ngại về ý nghĩa đạo đức và khả năng phân biệt đối xử của máy móc. Ủy ban Thương mại Liên bang FTC gần đây đã cấm hệ thống thuốc tây Riot sử dụng công nghệ này sau khi có những cáo buộc sai trái đối với khách hàng, bao gồm cả một bé gái 11 tuổi. Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ nhận dạng khuôn mặt đòi hỏi tính minh bạch, trách nhiệm cao hơn và kiểm tra nghiêm ngặt hơn để bảo đảm tính chính xác và giảm thiểu những sai lệch tiềm ẩn. Vụ kiện của ông Murphy đã đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về cái giá phải trả của con người do lỗi công nghệ và sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ quyền và tự do cá nhân trước các công cụ tối tân này. Thông tin tiếp theo, cảnh sát đã tìm được xấu thi thể tại khu vực sa mạc Mojave hẻo lánh gần cộng đồng El Mirage thuộc quận San Bernardino, đã khiến nhà chức trách lập tức tiến hành một cuộc điều tra án mạng quy mô. Theo đài ABC đưa tin vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cảnh sát quận San Bernardino đã được gọi đến khu vực ngoài xa lộ 395 để kiểm tra khoảng 8 giờ 15 phút tối thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024. Bà Mara Rodriguez, phát ngôn viên sở cảnh sát San Bernardino cho biết tại một cuộc họp báo, ban đầu họ chỉ thấy 5 thi thể, nhưng đến sáng hôm sau họ phát hiện thi thể thứ sáu. Cảnh sát San Bernardino đã phối hợp với đội hàng không của cảnh sát tuần tra xa lộ California trong vụ này thi thể thứ sáu đã được tìm thấy tại cùng địa điểm vào sáng sớm thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2024. Bà Rodriguez bổ túc cho biết, các điều tra viên của Sở Cảnh sát San Bernardino đã tiến hành điều tra và đã khám xét một chiếc xe ven nhỏ màu trắng tại hiện trường. Bà Rodriguez xác nhận rằng đây là vụ án mạng và cảnh sát sẽ điều tra quy mô. Các nhà điều tra chưa tiết lộ ngay thông tin chi tiết về danh tính của những nạn nhân và họ chết như thế nào. El Marach cách ranh giới thành phố Victorville khoảng 20 dặm về phía tây. Thông tin tiếp theo, theo một nghiên cứu mới được công bố trên mạng vào hôm thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024, ước tính có hơn 64.000 phụ nữ và trẻ em gái mang thai do bị cưỡng hiếp ở các tiểu bang thực hiện lệnh cấm phá thai sau khi phán quyết Roe và Sixway bị hủy bỏ, theo NBC News đưa tin. Cuộc nghiên cứu do tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine xuất bản và do Giám đốc Y tế của tổ chức Planned Parenthood of Montana đứng đầu, ước tính rằng gần 520.000 vụ cưỡng hiếp có liên quan đến 64.565 trường hợp mang thai trên 14 tiểu bang, nơi mà hầu hết không cho phép phá thai dù đó là hậu quả của hiếp dâm. Các nhà nghiên cứu ước tính tiểu bang Texas đứng đầu danh sách với khoảng 45% số ca mang thai liên quan đến hiếp dâm xảy ra, theo các nhà nghiên cứu, 91% số ca mang thai liên quan đến hiếp dâm diễn ra các tiểu bang đưa luật cấm phá thai khắc khe, kể cả không miễn trừ trong trường hợp hiếp dâm. Bản nghiên cứu cho biết, rất ít trường hợp phụ nữ và trẻ em gái mang thai do bị hãm hiếp được phá thai hợp pháp trong tiểu bang. Điều này cho thấy rằng các nạn nhân trong trường hợp bị hiếp dâm không nhận được các hỗ trợ cần thiết về việc phá thai. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cơ quan thống kê Bộ Tư pháp và cơ quan điều tra liên bang FBI để thống kê. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.